Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Hôm nay do thời tiết nắng quá nên là em quay tại cửa hàng salon bên em luôn. Đây là cửa hàng chợ ô tô Yên Nghĩa bên em. Và hôm nay em xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới về. Đó là chiếc Ford Ranger sản xuất năm 2014 nhưng mà độ khá nhiều đồ chơi, như mặt ca lăng của form 2016 đây. Và đây là chiếc Ford Ranger bản tự động một cầu XLS. Vâng, và độ rất nhiều đồ chơi. Toàn bộ lên đèn và lên mặt ca lăng của 2016. Và đây, cặp đèn LED. Đấy, bác chủ trước thì bác cũng đam mê chơi xe và bác có độ rất nhiều đồ, như là đèn pin xylon này, đèn LED này, cho qua cặp đèn gầm này. Và la răng của Wichek. Đây, đây là la răng Wichek. Toàn bộ là xe là la răng của Wichek và một dàn lốp khá là mới. Khung gầm thì cực kỳ đẹp. Đây, rất là đẹp, không hề có dấu hiệu của than gì hoặc là thụt sóc này, rất là mới này, không có dấu hiệu vặn này của con ốc này. Các con ốc này không có dấu hiệu vặn ra. Vâng, và cái phần thân vỏ thì khá là đẹp đấy, không đâm va tai nạn gì. Đấy, toàn bộ xe được nâng cấp khá là nhiều, lên form body kit. Vâng, body kit cho đèn này. Và nắp thùng thấp thì dáng xe rất là đẹp. Toàn bộ tay mở cửa đã lên body kit của Ranger, nắp bình xăng. Và đặc biệt là Ranger này bán XLS tự động một cầu nhưng mà lắp la răng to của bản Wichek. Xe được trang bị camera lùi. Đây, camera lùi đầy đủ hết. Đấy, camera lùi. Và thêm cái bậc cản ở phía dưới đây này. Đấy, bậc cản phía dưới móc rất là đẹp đây ạ. Toàn bộ bậc cản này khá là đẹp. Hai camera lùi và bậc cản đầy đủ hết. Và đặc biệt cái khung gầm của chiếc xe này thì khá là đẹp đấy. Một chiếc xe là xuất sắc và độ rất nhiều đồ chơi. Vâng, giá thành chiếc xe này thì chưa đến 500 triệu. Nói chung là chiếc xe này thì em bán cho những bác nào tính về thích đồ độ thôi. Chứ còn nếu như mà bác nào mà mua xe giá rẻ thì lại không phải là hợp lý với chiếc xe này. Tại vì chiếc xe này là độ lên quá mất nhiều tiền rồi. Từ la răng và mặt ca lăng. Vâng, giá xe thì 475 triệu. Và có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho anh chị em nào có nhu cầu. Nhìn sơn thì sơn zin còn khá là nhiều nên là rất là bóng. Và toàn bộ mặt ca lăng này. Đây, nếu mà chiếc xe này mà nguyên bản ấy, nó là sản giống chiếc xe xanh của bên em đây. Đây là chiếc xe xanh sản xuất năm 2015. Và toàn bộ mặt ca lăng này, nguyên bản này. Và đặc biệt là các cái đèn này thì nó chưa được lên đèn bi và đèn xi nhan ở trên. Đèn pha có đèn gầm là như thế này. Nhưng mà chiếc xe này đã độ lên. Đấy, chiếc xe đời màu vàng cát này của em còn thấp đời hơn chiếc xe màu xanh này. Chiếc xe màu xanh là sản xuất 2015 nhưng chiếc xe màu vàng cát là sản xuất 2014. Nhưng mà vấn đề là đặt ra là bác chủ trước độ khá là nhiều từ mặt ca lăng và chỉnh sửa toàn bộ nên là chi phí nó rất là nhiều. Và lên la răng của Wichek mặt ca lăng. Đây em quay giữa hai xe cho anh chị em xem. Giữa hai xe có sự khác biệt nhau. Đấy. Và toàn bộ là body kit của các xe là đều lên và rất là đẹp. Sau đây em hướng về cái phần gầm cho anh chị em xem. Về phần gầm chiếc xe thì phần gầm phía trước đây không hề có chỉ chơi xước gì cả, máy rất là đẹp. Còn với chiếc xe mà Ford Ranger bản XLS số tự động hai cầu à một cầu mà năm 2016 thì các bác phải mua tầm trên 500. Bây giờ thị trường đang dao động tầm có 520 đến 540. Nhưng mà với chiếc 2014 này nâng form 2016 thì lại chỉ có 475 triệu. Vâng, rất chi là hợp lý. Vâng, về chiếc xe này thì cái phần lót thùng khá là đẹp.
không hề bị cong vênh chảy xước gì. Toàn bộ hai bên tai này, toàn bộ hai bên tai rất chi là nguyên bản. Và bác chủ trước đã độ thêm cái ti hạ rất chi là đẹp. Toàn bộ đèn là đèn pha zin theo xe. Và các cái ốc là nguyên bản hết toàn bộ. Đây, chỉ cabo, chỉ cốp sau là nguyên zin hết, em quay cho anh chị em xem. Vâng, sau đây em hướng máy quay vào phần nội thất bên trong cho anh chị xem. Toàn bộ nội thất phía trong là bọc da. Đây, số tự động, vô lăng cực kỳ mới. Và ghế cực kỳ đẹp, da rất chi là dày dặn. Ống khí là toàn bộ nguyên zin hết. Xe đã độ thêm màn hình DVD. À, tự động một cầu, điều hòa. Và âm thanh sử dụng rất chi là mát. Toàn bộ chỉ cánh cửa là zin hết đấy. Là các cánh cửa là nguyên zin, không hề có sự tháo lắp. Và bên em đã kiểm tra đây, toàn bộ là nguyên zin, ốc đinh khuyết quần zin hết. Vâng, về hàng ghế sau đây, hàng ghế sau thì khá là đẹp đây, chưa hề có dấu hiệu chảy rách hoặc là xẹp. Và toàn bộ cái phí ghế đằng sau này và trần nguyên bản đấy. Trần bác chủ trước đã độ thêm trần bọc ni lông nên là giữ gìn vệ sinh rất khi là sạch đẹp. Vâng, đây một dàn lốp rất chi là mới và dày, lốp rất chi là dày, dùng khá là ổn định. Toàn bộ là nguyên zin đây đấy. Còn đây là chiếc dây điện là kéo về camera lùi, toàn bộ sắt xi là không mọt. Vâng, đây là em hướng máy qua về cái phần máy, về phần đầu. Về chiếc cabo này thì là cabo không phải là zin theo xe, tại vì cabo này là cabo độ thêm. Vâng, đây cabo thì đã vặn ra rồi. Và cabo này là cabo độ, cabo mới của form 2016. Đấy, toàn bộ cabo đã sơn lại. Và nhưng mà phần máy là nguyên zin hết đấy ạ. Phần máy là nguyên zin. Máy toàn bộ là nguyên zin hết ạ. Đây, ABS đánh dấu nguyên của nhà máy sản xuất. Và toàn bộ két nước thế đây. Ốc két nước là chưa hề có gì vặn ra. Và rằng dưới thế là nguyên zin hết. Vâng, vừa rồi em vừa giới thiệu đến toàn thể quý anh chị một chiếc xe Ford Ranger đời 2014, nâng form lên 2016, số tự động một cầu, bản XLS. Chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 475 triệu. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Vâng, đây là bến xe Nghĩa, em quay sang bên kia đây. Đấy, bến xe Nghĩa bên này là salon bên em. Salon chỗ tôi Nghĩa đây ạ. Dạ, toàn bộ là bên em đang ở bên đối diện bến xe Nghĩa. Và đây là cái cột trụ sắt trên cao cuối cùng ở bên đường sắt Cát Linh, Hà Đông. Đấy, trụ sắt cuối cùng luôn. Anh chị em tìm địa chỉ bên em rất chi là đơn giản. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video gần nhất.